Bản tin trưa ngày 6 tháng 10. Cần Thơ phát hiện chùm 13 ca F0 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Chiều ngày 5 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố Cần Thơ phát hiện chùm ca F0 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với 13 ca nhiễm bệnh tại khoa ngoại thần kinh lầu 3 của bệnh viện. Sau khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành chức năng tiến hành làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm RT-PCR cho tất cả nhân viên, bệnh nhân nội trú và người nuôi bệnh tại bệnh viện, gồm 905 bệnh nhân, trong đó có 59 bệnh nhân thuộc khoa ngoại thần kinh và 905 người nhà, gồm 59 người nuôi bệnh tại khoa ngoại thần kinh cùng hơn 300 nhân viên y tế. Theo CDC Cần Thơ, chùm ca bệnh nhiều người, phức tạp do liên quan đến nhiều nơi đông người trong bệnh viện như căng tin, siêu thị, khu đóng tiền viện phí, máy ATM. CDC Cần Thơ đề xuất, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tạm thời phong tỏa toàn bệnh viện, không giải quyết trường hợp ra khỏi khuôn viên bệnh viện kể cả nhân viên y tế, nhân viên cung cấp dịch vụ, phong tỏa chặt khoa ngoại thần kinh, không di chuyển giữa các khoa, phòng. Truy vết các F1 để cách ly tập trung, phân loại mức độ nguy cơ đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để bố trí khu vực điều trị riêng phù hợp. Tiến hành khử khuẩn lại toàn bộ các khu vực có liên quan đến các trường hợp bị nhiễm, từng khoa, phòng, lập danh sách tất cả nhân viên y tế, người cung cấp dịch vụ, người bệnh và người nuôi bệnh đang có mặt tại khoa, phòng đó để thực hiện xét nghiệm tầm soát RT-PCR. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cần bố trí nơi ở tạm thời trong thời gian xét nghiệm tầm soát cho nhân viên y tế và các bộ phận cung cấp dịch vụ, không để trở về địa phương khi chưa kết thúc việc xét nghiệm tầm soát, bố trí bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhân lưu lại tại bệnh viện. Tối cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đang họp để đưa ra giải pháp phù hợp, trước mắt chỉ phong tỏa khoa ngoại thần kinh, còn bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.